bác nãy bác bị cái gì thế nào, là sau khi anh Linh chữa cho bác thì bác thấy thế nào, bác có nói cái cảm tưởng của bác đi. Tôi đau ra thần kinh tọa. Mà nhờ bác chữa, sau khi chữa tôi thấy nhẹ nhõm, tức nhất là tức gì. Rồi sau khi mà sau khi làm động tác quay chân ở phía sau, khi xong rồi tôi đứng dậy, tôi cũng tập thể dục thể thao như thường, đứng lên ngồi xuống rất là nhẹ nhõm. Nhất là tứ chi, tứ chi nhẹ nhõm, rồi sau đó là luôn cả cái lưng nhẹ nhõm luôn. Ok. Rất là quang nghiên. Quang nghiên. Vỗ tay. Quang nghiên tập chỉ đạo. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.